chợ Trà Vinh sáng nay nha mọi người. Lại có hả? Không biết ai nữa. Mới vừa ra tới nè. Mới vừa ra tới đi giờ thấy đây nè. Bánh hả chị? Bánh nào? Có loại đó à. Hả? Loại này nè 15.000 bịch, cái này 15.000 cái. 15.000. Bơ sữa mà không. Rồi sáng nay chắc test ở ở đâu đây, ra giống cái vụ này nữa đây. Test ở ban quản lý chợ quá. Ủa sáng ai test dính vậy test? Ai test dính vậy? Chợ dưới hả? Chợ dưới là lên ban quản lý chợ test. À. Chợ dưới lên đây test. Ở chợ trên mình hồi sáng này có test chưa? Bình An hết hả? Chỉ có chợ dưới thôi phải không? Con đi chưa có ra tới nữa là con nghe người ta nói rồi. Dạ. Ăn rồi, ăn cơm rồi mới ra. Ăn rồi là không cần bán. Chừng nào đói rồi mới bán được phải không? Nhà Lòng ăn uống hả? Nhà Lòng ăn uống lên test hả chị Lòng? Chị không biết nữa, ở dạy dưới đó, mà không biết ở đâu nữa. Nước quá rồi. Phút gần chạy lưới á hả? Ừ, đúng rồi. Chỗ bán đồ sắt á, hai mẹ con bà đó. Hai mẹ con bà đó đó hả? Ừ, bởi về bác đi vệ sinh rồi. Thấy không? Hai người đó test là F không á. Ừ, chờ bác đi tiểu hay đi vệ sinh rồi giờ chở lại. Ở đi vệ sinh này chờ xe cứu thương lên chở bà vô bệnh viện giả chết. À, cái này bà bán gì? Bà bán gì đây ta? Bà bán đồ sắt đó. Bà bán đồ sắt hả? À rồi rồi biết rồi, gần 6 chén, gần 6 chén. Rồi bà tiếp xúc với ai mà bị đó? Tôi lại hỏi bà. Bà tiếp xúc ở chợ nhiều người quá cũng biết đâu. Tới nữa à, tới công chuyện nữa à. Đó hai người đó à. Hai người đó test dương tính luôn. Giờ ngồi đó chờ xe cứu thương. Rồi phong tỏa khu vực chai lưới. Bữa phong tỏ rồi cái gỡ ra còn có mấy quầy, bữa nay phong tỏ thêm nữa ha. Qua tâm tới hay qua tâm nhiều chuyện tới phải không? Sáng giờ đâu là bán là nhiều chuyện. Bác cửa nha, có vụ bữa hổm đó là không. Cái bà đó bà đi lẹt á. Chị đi kiếm tôi nặng cho đi quay lên, nặng cho tìm người thân. Cái là bẩn thấy số điện thoại không biết lên sao mà kêu cưng nữa. Cái điện thoại em để trên cái tủ lắng kìa. Thấy nào. Đó. Không có cái tủ chỗ đó đâu. Ờ đó. Đẩy đẩy đi vòng vòng vậy đó. Ờ bữa đó không chưa đẩy. Trời ơi. Rồi người ta ngồi gần nữa hả? Giờ mướn không ai dám lại gần nữa. Trời ơi. Đâu ai dám lại gần đâu. Dũng cái điện ra. Dũng điện ra. Rồi. Rồi bây giờ một hồi nữa.
một hồi nữa tao giải quyết xong người ta mới cắt cái dây này ra mình mới bán thôi được. Rồi tao xịt khử khuẩn nữa. Giống như bữa hộp vậy đó. Tới trưa luôn á. Tao xịt khử khuẩn tới trưa luôn rồi tao cắt dây ra cho mình buôn bán lại bình thường. Hai người đó giờ cũng ngầu ha. Với lớn tuổi cũng ngầu á, phải nhỏ 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 lướt còn đỡ, lớn tuổi cũng ngầu á. Mà chắc có tiêm vaccine rồi á. Chắc có tiêm vaccine rồi á. Tiêm rồi thì nó đỡ. Mất thấy chỗ nào đâm đâm đừng có lại gần nha. Lớn tuổi rồi. Tháng tết chưa chị có tết không? Tết rồi. Tết rồi hả? Tết rồi dính ở dưới hả? Chỗ chài lưới, cháo sáo với sáo chén cái gì này với bán mấy cái đồ sắt đó. Với bán đồ lòng bẫy chuột rồi này nọ đó. Rồi chờ đưa hai mẹ con đi bệnh viện dã chiến điều trị. Thôi Hoa Tám đi chạy vô trong chợ giải, đi lên trên chợ bán.
là phong tỏ ngay chỗ cái quán cà phê. Quán cà phê hả chị? Rồi test ra ngay cái quán cà phê này nữa. Khu ăn uống. Chợ dưới. Khu vực ăn uống chợ dưới. Với bán đồ sắt nha mọi người. Mình đi lên trên chợ. Mình lên đầu chợ. Ở đây người ta bán lá, bán rổ. Đi được không vậy trời? Đi qua được không? Đi đại đi ha. Cái gì đây? Không sao hết trơn luôn. Quá trời rồi. Khu vực ăn uống người ta ăn, người ta hay mở khẩu trang ra nè, dễ bị lây á. Rồi ăn uống đi cho có sức. Giờ chủ yếu là ví dụ mình ăn mà nó có khô cổ họng, có đau cổ họng cũng phải ráng nuốt cho có sức, còn thôi hấp cháo vô có sức khỏe thì mới vượt qua được ha. Hoa Tâm có chia sẻ là bên nhà Hoa Tâm á, bên nhà chồng Hoa Tâm cũng F0 hết đó rồi, nhưng mà may mắn là đã hết ha. Đã hết rồi, hiện thời đã cũng hết thời hạn cách ly sau khi chữa trị rồi và đã được về nhà rồi. Rồi tạm biệt mọi người ha. Hoa Tâm kết thúc video đây.